Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spyroom. Video này được tổng hợp từ hai bài viết về khối ngành nhân văn thiếu việc làm của tác giả Not Doing và bài viết Tại sao chúng ta cần khoa học xã hội hơn bao giờ hết của tác giả Penix. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đến với nội dung của video ngày hôm nay nhé. Cử nhân khối ngành nhân văn khắp thế giới phát triển thường phàn nàn cay đắng về những khó khăn họ gặp phải khi tìm kiếm việc làm. Họ bỏ ra nhiều năm ròng rã, tốn kém để học các môn như là lịch sử, mỹ thuật, triết học, thơ, kịch và rồi đến thị trường việc làm và phát hiện rằng chẳng ai sử dụng những kỹ năng và sở thích đặc biệt của họ. Nếu vô cùng may mắn, họ có thể tìm một công việc nào đó, nhưng nó hầu như sẽ chẳng liên quan gì đến cái họ đã được học. Và lương thì đương nhiên là cũng có thể hậu hĩnh cho một công việc mà bản thân không có chuyên môn. Những năm tháng học Foucault hay là Spinoza của họ dường như chẳng đi đến đâu cả. Thật dễ để phủi tay cho qua những lời than vãn này nếu một người muốn dành thời gian tìm hiểu những thứ đặc thù như là thuyết hậu thực dân, đọc tiểu thuyết Nam Mỹ hoặc phân tích các bộ phim ma cà rồng thì có lẽ nó rất tốt. Nhưng mà nó chỉ tốt nếu như mà nó là sở thích. Thế nhưng có một sự thật đáng kinh ngạc, đó là tỷ lệ thất nghiệp hoặc làm trái ngành nghề trong ngành nhân văn là dấu hiệu của một điều gì đó hết sức sai trái trong xã hội hiện đại và hệ thống giáo dục đại học. Vì sao lại như vậy? Bởi vì nó là bằng chứng về việc ta không thực sự biết văn hóa và nghệ thuật có vai trò gì và những vấn đề gì chúng có thể giải quyết. Ta vẫn nói tốt về chúng, thích tuyên bố rằng khối ngành nhân văn xứng đáng và cao quý và cấp quỹ cho vài giáo sư để họ đào bới các kho tài liệu. Nhưng về căn bản, ở cấp độ xã hội, ta không biết khối ngành nhân văn có thể giúp gì cho mình và vì thế, không biết những người được đào tạo tại ngành nghề này sử dụng thời gian như thế nào. Vấn đề nằm hoàn toàn ở các trường đại học. Nếu bạn hỏi các trường đại học vì sao người trẻ nên bận tâm về việc học lịch sử hay là văn học, đúng là họ không thể đưa ra một câu trả lời rõ ràng, rằng họ không thể cạnh tranh hiệu quả với các khoa thực tế như là vật lý hay là khoa học máy tính. Những vị giáo sư của ngành nhân văn nấp mình sau sự mơ hồ và im lặng, sau khi suy tính cẩn thận rằng họ có vừa đủ địa vị xã hội để được tha thứ cho việc đã không nêu lý do cho sự tồn tại có chút mịt mờ của mình. Thay vào đó, họ bắt những học trò thực hiện một tràng các nghi thức vô cùng cổ lỗ sĩ. Ví dụ như là một bằng cử nhân triết học ở Đại học Oxford hiện nay yêu cầu sinh viên phải quen với cả siêu hình học, với những phạm trù về bản thể, cá biệt hóa, các vấn đề mang tính phổ quát và viết một luận án về khái niệm của chủ ý trong triết học của Quinn, Frege và Putnam. Một bằng đại học tương tự trong ngành văn học Anh được trao cho những bạn có thể phân tích tác phẩm The Wasteland của tác giả T.S. Eliot trên những cấp độ ngụ ngôn và so sánh tương tự và phác thảo ảnh hưởng của thuyết kịch nghệ của Seneca lên sự phát triển của sân khấu kịch thời vua James đệ nhất ở Anh, tức là James đệ tứ ở Scotland thời của Shakespeare. Điều này tượng trưng cho một sự thờ ơ trắng trợn với công dụng thực sự của nhóm ngành nhân văn. Sức tác động của chúng lớn hơn rất nhiều. Chúng có công dụng giúp cho ta sống và chết. Nhóm ngành nhân văn là thứ gần nhất chúng ta có thể thay thế cho tôn giáo. Chúng là kho tàng kiến thức vô cùng quan trọng về cách định hướng cuộc đời. Tiểu thuyết dạy ta về các mối quan hệ. Tác phẩm nghệ thuật thay đổi góc nhìn của ta. Kịch nghệ cho ta những trải nghiệm giải tỏa. Lịch sử là kho tàng trường hợp cụ thể để phân tích bất cứ tình huống cá nhân và tình huống chính trị nào. Như những tôn giáo xa xưa, văn hóa tồn tại để có tác dụng chữa lành tâm lý cho ta. Và đây là lý do sao nó lại thật quan trọng với một thế giới hỗn loạn. Nhưng để phát huy lợi ích chữa lành này, ta cần phải đổi mới các trường đại học. Các khoa như là lịch sử hay là văn học hoạt động theo những phạm trù nông cạn mà không làm nổi bật lên những khía cạnh quan trọng của những tài liệu chúng sắp đề cập. Vì thế, trong những trường đại học được đổi mới trong tương lai, sẽ có khoa mối quan hệ, một viện về cách chết và trung tâm tự nhận thức bản thân. Sẽ có những trung tâm có chuyên môn về chuyện đổi nghề và cải thiện gắn kết với con cái, kết nối với thiên nhiên và đối mặt với cả ốm đau bệnh tật. Ta sẽ nghiên cứu các tiểu thuyết, lịch sử, các vở kịch, phân tâm học và tranh họa. Nhưng ta sẽ làm thế vì những mục đích chữa lành tâm lý rõ ràng, chứ không học chung chung chỉ để biết nữa. Theo cách mới này, ta sẽ chứng kiến một sự bùng nổ trong nhu cầu của mọi người đối với chuyên môn của những người được đào tạo về văn hóa. Bởi vì hiện nay chẳng ai biết cách duy trì một mối quan hệ. Mọi người đều bối rối về việc nuôi dạy con cái. Rất ít người trong chúng ta biết bất cứ điều gì về quản lý những lo âu. Và cái chết là thứ đáng sợ với mọi người. Chính từ đó, tất cả sẽ trân trọng ngành nhân văn, thứ có thể giúp họ giải thoát khỏi những rắc rối đó. Tình trạng thất nghiệp trong các ngành sinh viên nhân văn thật đáng xấu hổ và không cần thiết vì văn hóa có những câu trả lời và những lời an ủi rất hữu dụng cho những tình thế tiến thoái lưỡng nan của người thật. Chúng ta chỉ cần đưa những kiến thức chuyên môn đó ra, bao bì chúng đúng cách
và thương mại hóa chúng với một mức độ vừa phải, để những đội quân vốn đang phục vụ cà phê có thể sử dụng đúng tri thức của mình. Ta không phải loài vật chỉ cần những thứ thực dụng như là thức ăn, thức uống, xi măng và giày chạy bộ. Ta cũng khẩn thiết cần được nuôi dưỡng những khía cạnh của bản thân mà ta có thể nghiêm túc gọi là tâm hồn. Công tác tâm hồn này xứng đáng được trở thành một điều to lớn và chính đáng của nền kinh tế thế giới và có giá trị như ngành công nghiệp xi măng. Nếu ta càng mau chóng xác định được rõ ràng mục đích của văn hóa và học cách sử dụng văn hóa theo mục đích mà những người sáng tạo nó đã trao, ta sẽ càng mau chóng thấy rằng các cử nhân nhân văn cũng hữu dụng như những người đồng nghiệp trong ngành khoa học máy tính hay là kế toán. Và chẳng mấy chốc họ sẽ càng mau chóng có thêm những lựa chọn mà không bị giới hạn trong quầy bán cà phê. Tại sao chúng ta cần khoa học xã hội nhân văn hơn bao giờ hết? Một số thử thách toàn cầu lớn nhất hiện nay vốn là do con người tạo ra. Hàng loạt hoạt động của con người đang gây ra biến đổi khí hậu nghiêm trọng và sự tuyệt chủng của các loài động vật. Đây là lý do tại sao nhiều nhà địa chất học và khoa học xã hội cho rằng chúng ta hiện đang sống trong một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên Anthropocene, một thời kỳ mà các hoạt động tập thể của con người lần đầu tiên trong lịch sử trái đất có ảnh hưởng lớn đối với sự phát triển của hành tinh hơn là các quá trình tự nhiên. Nhân loại hiện đã để lại một dấu ấn lớn trên hành tinh mà khí hậu vật chất đang thay đổi và chúng ta đang thiếu các giải pháp tiến bộ dựa trên nghiên cứu về cái cách mà chúng ta phải đối mặt với những thử thách này. Các nghiên cứu của khối ngành nhân văn có thể khuyến khích chúng ta thay đổi hành vi của mình để giảm lượng khí thải CO2 và đưa ra các giải pháp cho những thách thức toàn cầu như là khủng bố, chủ nghĩa cực đoan chính trị, toàn cầu hóa và di cư ồ ạt. Hiểu nôm na, các giải pháp của ngành xã hội nhân văn sẽ giải quyết cái gốc của vấn đề. Các giải pháp mà ngành nhân văn đưa ra. Trái ngược với khoa học tự nhiên, các nhà khoa học xã hội giải quyết một thứ được xem như là nguồn gốc của mọi vấn đề, đó là văn hóa. Hòa hợp với thiên nhiên, sử dụng công nghệ, tiêu thụ sản phẩm, giao tiếp và chia sẻ kiến thức, rèn luyện sức khỏe, sử dụng ngôn ngữ, hình thành thói quen, hình thành ý kiến, tham gia các hoạt động xã hội, tất cả đều thuộc về phạm trù của văn hóa. Nếu giải quyết được văn hóa, hướng các thói quen và hoạt động của con người theo những mục tiêu tích cực sẽ giải quyết được tận gốc của vấn đề. Chúng ta đang phải đối mặt với những thách thức về văn hóa và con người quy mô lớn đến mức mà xã hội nói rằng đó sẽ là vấn đề nếu không đưa khoa học xã hội nhân văn vào cuộc trò chuyện về cách giải quyết những vấn đề toàn cầu này. Nghiên cứu cơ bản về khoa học nhân văn có thể hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta tổ chức bản thân một cách tốt nhất nhằm giải quyết các vấn đề của xã hội. Xã hội cần nhiều hơn chỉ là tập trung vào sự tăng trưởng. Có một xu hướng là đặt khoa học tự nhiên trước khoa học xã hội. Ngày nay, chúng ta không nghe thấy một chính trị gia nào nói về tầm quan trọng của việc bảo vệ và hỗ trợ các ngành khoa học nhân văn. Đồng thời, họ sánh vai cùng nhau nói lên tầm quan trọng của khoa học tự nhiên. Sự thực là nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên có thể chuyển đổi trực tiếp đến sự tăng trưởng kinh tế hơn là khoa học xã hội. Nhưng xã hội không chỉ cần tăng trưởng và những tiến bộ công nghệ chỉ có lợi nếu chúng ta sử dụng chúng một cách hợp lý. Những đột phá trong khoa học tự nhiên đôi khi không hoàn toàn giúp cải thiện được cuộc sống, xét theo nhiều góc độ, như là không gian sống, sức ảnh hưởng theo thời gian. Công nghệ đúng là có một tiềm năng làm phong phú thêm cuộc sống của chúng ta. Nhưng chỉ khi chúng ta nghiên cứu một cách nghiêm túc và hợp lý về cách sử dụng công nghệ và những gì mà nó mang lại cho con người và xã hội, chỉ khi đó công nghệ mới thực sự mang lại những giá trị tốt đẹp cho xã hội. Khoa học xã hội tạo ra trật tự cho con người. Lịch sử, văn học, nghệ thuật, nhân chủng học, triết học, tôn giáo và các chủ đề khoa học xã hội khác là cơ sở cho nền văn minh. Nếu không có khoa học xã hội, chúng ta sẽ trở thành những kẻ man rợ, không có nhận thức về lịch sử xã hội loài người, không biết cách để tổ chức cuộc sống. Ngành khoa học nhân văn ngăn xã hội trở nên hỗn loạn và man rợ. Đôi khi khoa học nhân văn không chỉ cung cấp một câu trả lời trực tiếp, nhưng nó giúp chúng ta đặt ra những câu hỏi đúng đắn hơn về cách chúng ta có thể sống tốt nhất với nhau từng ngày trong một thế giới đang thay đổi. Nếu các bạn thích bài viết này, hãy like và share để ủng hộ chúng mình. Đừng quên bấm nút subscribe và nút chuông bên cạnh để không bỏ lỡ video nào bọn mình ra trong tương lai. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Đây là Spyroom, còn mình là Pink Dot. See ya!